5 lời khuyên khi niềng răng. Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Vũ Niên đến từ Nha Khoa Minh Châu. Hôm nay trong chương trình giải đáp vì nụ cười Việt, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 5 lời khuyên quan trọng trước khi quyết định niềng răng. Đây là điều mà tôi rút ra từ kinh nghiệm thực tế nhằm giúp các bạn có cái nhìn rõ ràng và đưa ra quyết định đúng đắn. Việc chọn bác sĩ và nha khoa đáng tin cậy là bước đầu tiên quan trọng nhất. Nếu các bạn có người quen làm niềng răng, hãy hỏi về trải nghiệm của họ. Nếu không, các bạn có thể tìm kiếm những thông tin trên mạng. Nhưng hãy cẩn trọng với những nguồn tin không chính xác, đừng chỉ dựa vào quảng cáo mà hãy tìm hiểu kỹ về uy tín và bác sĩ nha khoa. Sau khi chọn được bác sĩ, hãy đến nha khoa để được thăm khám, đừng ngại yêu cầu một kế hoạch điều trị chi tiết. Hãy cho bác sĩ thời gian để thu thập thông tin và phân tích trước khi đưa ra kế hoạch. Bạn có thể mang kế hoạch này đi tham khảo ở các địa chỉ uy tín khác để đảm bảo tính khả thi, nhưng đừng tham khảo quá nhiều nơi để tránh bị hoang mang. Khi đã chọn được bác sĩ và được tư vấn kỹ lưỡng, hãy đặt niềm tin vào người điều trị cho bạn. Trong quá trình niềng răng, bạn có thể thấy kết quả chưa rõ ràng và dễ bị ảnh hưởng bởi những ý kiến. Tuy nhiên, những thông tin đó thường thiếu chuyên môn và có thể làm bạn hoang mang. Hãy tin tưởng vào kế hoạch và phương pháp mà bác sĩ đã bạch ra. Chi phí niềng răng thường được các bác sĩ tính toán tối ưu, đừng ham rẻ và bị lôi cuốn bởi những gói niềng răng giá thấp, vì chi phí đó có thể không đủ để đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình điều trị. Hãy chọn nha khoa cung cấp dịch vụ uy tín với mức chi phí hợp lý, đảm bảo sử dụng vật liệu và kỹ thuật tốt nhất. Trước khi bắt đầu niềng răng, hãy xác định rõ lý do và mong muốn của bạn. Bạn cần hiểu rõ mục tiêu của mình như là điều chỉnh răng hô, móm lệch lạc hay là khe thưa. Khi đã xác định được động cơ, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch, sắp xếp thời gian và tâm lý cho quá trình niềng răng. Đó là 5 lời khuyên mà tôi muốn gửi đến các bạn, hy vọng sẽ giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi quyết định niềng răng. Chúc các bạn sẽ tìm được một bác sĩ và nha khoa uy tín và có một quá trình niềng răng thành công. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh nếu như các bạn thấy video này là bổ ích.